Ôi mồi. Trời ơi. Nách tao hùi. Anh hùi chứ. Hùi á. Ôi mồi. Ơ vật. Hùi. Phê không? Nằm phê. Sướng. Mà anh bị rổ mà tự nhiên. Dạ ở trong nhà bật rùa à trời ơi. Có hề rùa à luôn. Dạ đây. Nó một cái chế. Ra đi mát. Cô ể điều khả. Mát cái khỉ mà mát. Chả mát à? Dùng hơi. Chứ đi mát à? Đây chả mát à? Ở trong đấy ngồi chả sướng à. Mày lắp điều hòa đấy tao ngồi. Nằm đây thiên nhiên mát. Ờ thiên nhiên. Đấy anh nằm gì xuống kia mà. Đấy. Em nó có chọc thủng nữa ngay nhớ. Chọc cái gì? Cái chê tao vừa đốn thủng là được mày thủng. Chán. Trời ơi. Dắt nó xuống ruộng lúa cho ăn đây làm gì nó khổ. Cưới đi. Cho cưới không? Cái nhé này nhé nó chiêu này. Cưới đi. Dê thần này. Cưới mày cưới đi. Dê thần này. Cưới đi. Cưới đi. Không cưới con này này. Không, không cưới. Nó cho cưới không để tao cưới. Anh nhỏ anh cưới con này dê thần này này. Đấy xuống ruộng lúa mà ăn. Không ăn đâu, khô lắm. Nó chưa bị đánh ấy. Anh nhặt lên. Ui. Ui anh ơi. Hả? Nó nhắm trúng mô nhà người ta rồi. Đem đem bắt cá. Mấy con cá đi bắt cái gì nhỉ? Không bắt, không bắt thì đừng xin nhé. Mấy con xếp con tôm nó bắt đi. Đem bắt cũng xếp. Bắt cả trên kia nè. Ui tôm ấy. Mày chết mấy cậu. Cậu đặt cái này lại đó. Cái này lại đó. Nó không biết nước nào ra. Xì 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 mau đấy ta lười nó không cho ăn đâu đừng có mà hòng đấy bây giờ chỉ việc tát thôi nào người ta nào nào ta ta vượt qua biển à người ta cho mình nào. Chơi sao mà con nào mà chơi ra đến đây mình nhặt thế. Ui. Sục buồn. Mày đi cày buồn à? Mày đi cày buồn à?
vào đây nha. Tóm hết. Bam bam bam. Tô. À. Cái này thì nát hết cả tôm à. Cái này thì không uống được. Đây mình làm món thổ dân đi. Làm món kinh kinh khủng quá. Đổ ra, đổ ra. Cho mày vào đây. Ui. Cho mày vào đây. Cho mày vào đây. Nướng ở bên kia là sẵn. Đấy, thế này phải thông minh không? Đốt tí ở trên là cháy, tôm nhanh chín. Làm ít để ăn nhiều. Không cần phải làm nhiều. Đấy. Chín rồi. Chín rồi nhỉ? Kìa. Ủa, đi đâu mà tao tìm mãi? Lúc cái đúng dưới kia bọn nó đang thả trâu với tắm. Thế anh xuống đi. Thế là tao tìm mãi mày từ lúc như đâu. Gì? Hả? Gì? Con gì á? Hả? Con gì á? Con gì đâu? Có gì ăn à? Nướng gì á? Nướng gì? Nướng gì đâu mà nướng? Đốt lửa cứt à? Đi về đi, anh xuống dưới kia chơi. Anh đi về đi, về về anh gọi. Đi. Vậy anh lúc đi ra đi tìm, cổng cái roi to lắm. Đi về đi. Tao nghe lạ lạ, về không? Tôi đi chơi. Thế em ở đây em trong đồng. Trong đồng cứ là tao nghe có vẻ cái gì mở ám ở đây rồi. Mở cái gì? Hả? Tao... Vậy anh ra tìm nè. Ừ, tao nghe mở ám lắm, thế tao ngồi đây. Nên nướng gì à? Không, thì em đi. À, đi đi. Làm gì? Em ở đây em chơi lửa mà. Lạnh quá. Mày nóng bỏ mẹ ra dưới. Lúc này em tập dưới là lạnh. Tao nghi ngờ lắm. Nó chúa làm gì? Hả? Lúc này có cái ông đồ đồ đi qua vứt lạnh chúa vào. Anh về đi mẹ anh tìm rồi đấy. Có gì hot đấy? Mẹ giấu cái gì phải không? Mẹ tìm rồi mà. Tao nghỉ lắm. Tìm thôi mà. Rồi, tao đang đói. Tao nghỉ lắm. Nghỉ gì? Nấu gì à? Nấu gì mà nấu? Nấu gì? Có gì đâu, anh nhìn thấy có gì đâu. Mày thấy tao đến đây, mày đấy bỏ gì? Đấy bỏ. Tao nghỉ lắm. Mày ui, có nói không hay để tao dập lửa? Bọn nó tạt trâu trên nhiều đi. Đi lên đấy đi. Đi. Đi tắm, chúng bọn nó tắm rồi thế này này. Anh đi chơi đi, em phải quên dép rồi. Tao nghi lắm. Nghi gì? Tao nghi ngờ. Nướng gì? Nướng gì đâu? Mày có khai không đấy để tao dập vào lửa? Hả? Anh đừng cho phải được nát hết tôm của em. Tôm đâu? À. Con chó này. Im ra. Im chưa chín. Chín rồi. Sắp chín rồi, chưa chín. Chín rồi. Chưa. Chín rồi. Chưa chín mà. Thử phát là biết. Chưa. Chín rồi. Chưa chín. Chín rồi. Ôi. Kiếm đâu tôm đấy. Đó, ta thử cho nó chín. Mày không được ăn. Không được ăn. Ui trứng này. Anh không được ăn nữa. Này, hôm nào tao trả cho mày ăn. Em bảo anh bắt, anh thì không bắt nha. Hôm nào tao trả cho mày ăn. Ừ, mày ngọn.
Con này to. Anh làm ít con đấy không to à? Đó lỡ. Mai tôi không có cái gì tôi không cho ăn nữa. À, bảo bác cử không bác? Mấy con tùm ghẻ. Đâu ghẻ được anh? Anh bị ghẻ đấy. Ngon thế. Em không thấy con nào trứng đâu. Anh vừa ăn con trứng à? Ừ. Đấy. Một con hơi tái tái. Vẫn ngọt. Sạ à? Mày rửa chưa? Em rửa rồi nhưng mà lúc kia đi qua là kia lại bị rồi. Này, toàn đất đây này. Đừng ăn. Bóc vỏ ra ăn thôi. Ai đấy? Nghi vô mày. Nghi vô ảnh ấy. Cô. Bà. Con đi đâu cô? Ăn tôm không? Con này cười duyên với anh đấy. Con này. Bà cô này. À thế là được. Anh em đánh em say pháp luật. Xin chít. À đi. Mẹ, ra nó táo. Đây này, con này sống nguyên này, mình nướng thế này đã. Đây, có trứng à. Ví dụ. Con kiểu khô khô này. Mày khô nướng này. Khô này. Chật mình nướng như lên. Sống đầy này. Con cho ốc vào đây làm gì? Thì em bảo cho chính anh cứ đòi bới ra. Tao hỏi thì không nói. Nói anh ăn chả hết à? Nó tao ăn mấy con. Mai tao mua tôm Canada. Tôm hùm Canada thì ta không cho mày ăn. Tôm Canada cơ á? Ừ. Thế sao anh chả mua? Cái gì nhỉ? Alaska. Sao anh chả mua ghẹ Canada? Mua ghẹ Canada ấy, ăn mì ngon. Mày biết cái gì? Em thấy trong TV quảng cáo em thèm rất dai. Tôm Alaska. Không, ăn ghẹ Canada cơ. Em chưa ăn. Mày nói tao đau lưng này. Rửa mấy con tôm rõ ngon này không về mà giang. Tự nhiên anh đáng ăn cái này ngon anh lại nhắc đến tôm Canada. Dạ đừng. Thiệt. Lại bớt ngon rồi đấy. Cái này ạ. Mình nướng cho chín. Sao mà mình ngu thế sao mày nướng cái kiểu này. Mày đặt lên trên mà đốt có phải là một tí là chín không? Thế nó cháy à. Cháy nào được. Chẳng qua là sắp chín rồi nhưng mà chẳng qua anh đấy ấy. Anh qua chứ anh không chẳng qua đâu. Anh bớt lên nè. Đưa cho tao về nó rang mới ngon lắm. Mãi được còn chín. Ăn toàn than này. Hơi đỏ đỏ là chín rồi. Ngọt nè. Ngon. Ui đấy chín rồi này. Đấy, to, con to. Con này to nhường anh. Ăn đi. Cho nhường anh. Ăn đi. Ừ. Yếu đuối nhỉ. Cảo giá thì cứ con nào có tương lai gì cả. Ui, con này còn sống rồi. Nhưng mà nướng còn trứng. Nướng gì mà bẩn này. Mày đi mà ăn. Không ăn em ăn. Ở đây vẫn có con này chín nữa sao. Yeah.